Sau 10 năm chờ đợi, với một bộ phim được ấp ủ ý tưởng từ năm 2014, thì cuối cùng bộ phim về Minecraft cũng đã ra được trailer chính thức. Nhưng mà có vẻ như phản ứng của cộng đồng chơi Minecraft lại gần như là hoàn toàn ngược lại so với lại những gì Mojang và Microsoft đang chờ đợi. Một trận chiến gần như đang thực sự diễn ra ở trên Twitter với vô số những ý kiến được đóng góp từ nhiều góc nhìn khác nhau. Và ngày hôm nay sẽ là góc nhìn của mình để xem nó có thực sự là một thảm họa khi mà chúng ta chỉ mới có thể nhìn thấy được tất cả những thứ mà Mojang muốn chúng ta xem thông qua cái trailer mới đây thôi nha. Đầu tiên thì thông qua trailer mình có thể đoán được sơ sơ cái cốt truyện của cái bộ phim này. Về cơ bản thì có một nhóm người bao gồm Aquaman và một đám nhóc. Bằng một cách thần kỳ nào đó, bọn họ dịch chuyển tới thế giới Minecraft thông qua một cánh cổng được xây hắc diện thạch và có hiệu ứng màu xanh dương. Cái này thì đúng là hoàn toàn không có trong Minecraft rồi. Rồi tiếp tục thì sau đó bọn họ gặp được một con cừu màu hồng, một trong những loài vật hiếm nhất của Minecraft. Nhưng mà yên tâm đi, trong video này anh em sẽ thấy những thứ mà còn hiếm hơn cả con cừu này nữa. Cái thứ hiếm tiếp theo đó là bằng một cách thần kỳ nào đó thì Aquaman đã craft được một, không phải là một mà là hai cái xô nước được nối với nhau bằng một sợi dây xích. Thì mình không biết cái đó là cái gì. Tuy vậy chưa dừng lại ở đó nữa, nhìn ra đằng sau lưng Jason Momoa một tí xíu đi, chúng ta thấy được những cái thứ khá là kỳ lạ kìa nè. Dài gói cánh này là một cái gọi là trinket hả, mình không nhớ cái tên chính xác của nó là gì, nhưng mà nó là một vật phẩm ở trong Minecraft Dungeon và nó cho phép chúng ta lướt ở trên mặt đất đó, giống vậy, khá là nhanh để dùng để né skill hay là né đòn đánh của đối thủ. Và thông qua thứ này chúng ta có thể biết được rằng là thế giới này là thế giới Minecraft và đã được gộp từ nhiều cái vũ trụ của Minecraft, ví dụ như là vũ trụ Minecraft Dungeon và vũ trụ Minecraft thực tế mà chúng ta đang chơi game trong đó. Và tiếp theo thì khi mà cả đám bạn xuống địa ngục thì chúng ta sẽ thấy được một đám heo. Trong cái đám heo này, ở giữa trung tâm màn hình đó là một nhân vật. Cụ thể thì thằng cha này là nhân vật phản diện gần như gọi là chính ở trong phiên bản Minecraft Legend. Mình dịch nôm na thì thằng này nó là thầy pháp, thầy bùa hay là nhà tiên tri gì đó. Ở trong phần game Minecraft Legend thì nó là người thứ hai được chọn để nắm giữ viên đá thống trị hay là hầu ngọc thống trị gì đó, nhưng mà trong Minecraft thì nó là hình vuông, thế nên là khối vuông thống trị. Thì ở trong phần Minecraft Legend chúng ta đã đánh bại được thanh niên này và cái khối vuông thống trị này cũng biến mất đi đâu đó vẫn chưa biết được. Nhưng thật may mắn ở trong cái video này, sau khi mà Jack Black giới thiệu ông ấy là Steve thì chúng ta đã thấy được ở phía trên tay của Jason Momoa đó là một cục màu xanh, thì đó chính là khối vuông thống trị. Thì tóm tắt là như sau, đó chính là nhóm bạn này bằng một cách gì đó vẫn chưa biết đã sở hữu trong tay mình khối vuông thống trị, và có thể trước hoặc là sau khi bọn họ sở hữu khối vuông này thì bọn họ lạc vào thế giới của Minecraft và bọn họ gặp được Steve. Và bên phe phản diện chắc là chỉ đơn giản có một mục đích là chiếm lấy lại cái khối vuông thống trị này mà thôi. Và đó là toàn bộ cốt truyện tóm tắt của bộ phim này nếu anh em quá lười biếng và không muốn đi coi phim. Thì vấn đề ở đây là gì? Chúng ta cũng có một cốt truyện cũng gọi là khá là dễ hiểu để cho tất cả những người đam mê Minecraft có thể xem và trải nghiệm được những thứ mà mình yêu thích ở trên màn hình. Tuy vậy, vấn đề lớn nhất mà chúng ta đập mắt vào ở trong cái phim này thông qua cái trailer đó chính là định hướng hình ảnh của phim. Anh em có thể thấy được nó rất là kỳ lạ. Cảm giác được cái phim này nó cứ kỳ kỳ như thế nào á, làm cho chúng ta không có tin được rằng kiểu những người này đang ở trong thế giới Minecraft. Ở đây chúng ta sẽ lượt qua cái đoạn trailer thêm một lần nữa để mình có thể chỉ ra được những thứ mà anh em có thể nhận thấy được thông qua trailer, cảm thấy nó kỳ kỳ. Thì đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là một thế giới Minecraft nhìn nó khá là thực tế, giống như là được đắp lên bởi một cái resort pack 4K mà anh em hay được thấy ở trên YouTube vậy. Thêm vào đó nữa là cái cối xe gió này nó đang xoay, nó đang thực sự xoay. Đi kèm với đó thì đoạn sau đó chúng ta thấy một khung cảnh rất hùng vĩ. Tuy rằng bọn họ đã cố gắng cho rất là nhiều những cái biome của Minecraft làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi hơn, nhưng mà những cái hình ảnh ở trong đây nó vẫn chưa cảm giác được đây là Minecraft. Nó giống như là một vở kịch đó anh em, kiểu những thứ này đều là giả đó, mình cảm giác như vậy. Kiểu cái cây này, anh em không thấy cái gì kỳ lạ cái cây này sao? Hay là cái bông hoa màu vàng này, có thực sự là bọn họ có cố gắng để làm một cái bông hoa màu vàng hay không? Hay thậm chí là những khối cỏ kìa. Có khi là những cái video giới thiệu về những cái resort pack full HD nó còn đẹp hơn những khối cỏ mà chúng ta thấy được ở trong trailer này. Và tiếp tục chúng ta tới cái đoạn này, một con cừu màu hồng. Nó là một con cừu màu hồng hình vuông và nó kiểu siêu thực á anh em. Đã có rất là nhiều những cái bình luận ở trên X hay là ở trên những nền tảng mạng xã hội khác nói rằng nhìn con cừu này không khác gì cái trailer đợt trước của Sonic. Cái trailer cũ của Sonic, anh em có nhớ cái hình con Sonic mà kiểu có răng người không? Con cừu này không khác gì cái trailer đó và làm bọn họ rất là ám ảnh. Vậy không biết suy nghĩ của anh em là gì khi mà anh em nhìn thấy con cừu màu hồng bông bông hình vuông đi kèm với cái đống răng này, nó có thực sự là đáng yêu hay là thực sự là nó ngu ngốc giống như ở trong Minecraft hay không? Thì cái này chắc là phải tùy góc nhìn của từng người, anh em hãy để lại dưới phần bình luận nha.
À thêm đoạn này nữa, đây có vẻ như là lúc mà mọi người mới bước qua cánh cổng và trong tay bọn họ đã cầm sẵn khối vuông thống trị rồi, thế nên là chắc có lẽ bọn họ đã sở hữu nó trước khi mà bước vào thế giới này, và chắc là cũng nhờ khối vuông này mà bọn họ có thể bước vào thế giới này mới đúng. Thêm một cái nữa là block ở trong Minecraft không hoạt động giống như thế này. Yeah, chúng ta có thể thấy được rằng là những con heo, con piglin đang cưỡi những con gas bay trên không trung. Bỏ qua việc là những cái trống không tồn tại ở trong Minecraft đi, thì những con piglin không lên được overworld, bởi vì chúng nó sẽ hóa thành con mấy con zombie heo ngay. Mình không biết là đoạn này bọn họ có thực sự suy nghĩ hay không, hay là có một cái gì đó mà mình chưa biết về cơ chế của Minecraft. Cái này thì chắc phải để anh em cho ý kiến ở dưới phần bình luận tiếp vậy. Cái đoạn con chó này nhìn nó đúng là nó kỳ kỳ thiệt. Mình cũng không biết phải mô tả thế nào. Mình cảm giác như nó giống như một bộ phim làm stop motion đó anh em. Kiểu nó thực thực ảo ảo á. Chúng ta sẽ bỏ qua đoạn này đi. Con chó mình không thấy cái tai của con chó này đâu hết. Chúng ta cùng quay lại với đoạn này. Cái bàn crafting có vẻ như là được mô tả khá là đúng khi mà nó dài 1 mét. Mình không biết cái này có đúng chính xác là 1 mét hay không. Anh em cứ nhớ ở trong Minecraft một block là 1 mét nha anh em. Có kích cỡ thực của chúng nó ở bên ngoài đời thì một block là 1 mét. Thế nên là một cái bàn crafting sẽ có kích cỡ là 1 mét. Nhưng 1 mét đó anh em nhìn cái này thì cũng khá là giống với 1 mét đúng không? Ừ, nhìn cũng khá là giống á. Và một cái bàn crafting rất là to đi kèm với lại Aquaman đang cầm một cái búa hả? Yeah, đang cầm một cái búa và chế tạo ra cái quái gì vậy? Mình cũng không biết là hả? Và anh chế tạo ra 2 cái xô. Đấy, giống như mình nói hồi nãy. Đi kèm với lại cái đèn trần này nhìn không chính xác trong Minecraft một tí nào. Trong Minecraft không có mấy cái đèn kiểu đèn nến trên trần giống như thế này. Rồi, chúng ta cùng tới một cái khung cảnh rất là đẹp quay từ trên cao. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là trong Minecraft không có cái cờ như thế này. Thứ hai, đó chính là trong Minecraft không có cái hàng rào như thế này. Thêm vào đó nữa, có một đoạn khá là nhỏ thì chúng ta có thể thấy một nhân vật đang đi ở ngay góc này, nhỏ xíu xíu ở đây. Thì có vẻ như đó là dáng đi của một ông dân làng khi mà hai tay của ông chắp đằng trước. Có vẻ như ở đây cả hai ông này đều là hai ông dân làng luôn anh em ạ. Và thêm vào đó nữa thì Jason Momoa có vẻ như đang cầm một cái khiên rất là to. Khi mà block bị rớt thì nó không nhỏ như thế này đâu anh em. Tới với cái khung cảnh tiếp theo, vấn đề sai ở chỗ này là gì? Yeah, vẫn tiếp tục là mấy con heo này vẫn chưa biến thành zombie. Và cây kiếm nhìn hơi nhỏ. Cảm giác cây kiếm nhìn đúng chính xác là nó hơi nhỏ thiệt, kiểu nó bị thon quá anh em. Mình nghĩ rằng cái kiếm vàng nó phải to hơn một tí xíu thì cảm giác nó sẽ lực hơn đối với lại những con heo này. Còn bây giờ cầm mấy cái này thì nó không khác gì cầm cây gậy gỗ hay là cầm cái tăm cho mấy con heo cả. Đi kèm với đó thì nhìn qua bên phải anh em sẽ thấy được cái bảng ghi là Steep Lava Chicken. Có vẻ như đang mô tả một khu vực farm thịt gà của Steep, một cái máy farm thịt gà. Mình mong rằng sẽ thực sự có những cái máy farm level và farm thịt gà ở trong cái bộ phim này. Thêm vào đó nữa thì những cái block cầu thang ở trong Minecraft không hoạt động như thế này nha anh em. Một con creeper đầu to hơn cả Jason Momoa. Tất nhiên nó kiểu bị to quá. Con creeper này đầu nó quá to, nó kiểu rêu rêu lông lông nữa. Mình không biết bọn họ sẽ mô tả một con creeper như thế nào, nhưng mà ở trong những cái sử sách đã ghi lại của Mojang thì creeper được mô tả là một loài vật kiểu có rêu bám khắp thân mình đó anh em. Có rêu á, nên là có thể ở đây là những cái rêu bám khắp thân của nó. Và đó là tất cả những gì mà anh em sẽ cảm thấy sai sai khi mà coi video này. Nếu anh em đồng ý với mình thì hãy để lại dưới phần bình luận đi. Mình nghĩ sẽ có rất là nhiều người đồng ý với mình á. Cái video mà ông Gordon Ramsay ăn khoai tây ở trong Minecraft á, anh em nhìn nó còn hay hơn cả cái trailer phim này. Kiểu nhìn nó thực tế hơn. Mình không biết phải mô tả như thế nào. Bởi vì cái video mà Gordon Ramsay ở trong Minecraft đó là nó được quay trong Minecraft và Gordon Ramsay được ghép vào ở trong khung cảnh đó. Thế nên chúng ta cảm giác được như nó thật. Bởi vì tất cả những block ở trong Minecraft chúng ta đã quá quen thuộc với nó trong hơn 10 năm nay rồi. Còn những thứ ở trong cái trailer Minecraft Movie lần này gần như là chúng ta chưa từng thấy nó bao giờ cả. Kiểu hơi xa lạ đối với Minecraft. Thế nên là chúng ta cảm giác cái thế giới này không thực. Và nó không thuyết phục được bộ não chúng ta tin rằng cái bộ phim này là thật và những người ở trong cái thế giới này là thật luôn á. Chúng ta cảm giác những người đóng ở trong phim này và thế giới của nó hoàn toàn không phù hợp với nhau. Còn về góc nhìn của mình thì về phần hình ảnh thì cái này hết cứu rồi anh em ạ. Phim cũng đã làm xong rồi. Thứ mà mình muốn thấy chỉ đơn giản là một bộ phim về cơ bản là vui mà thôi, chứ còn không còn cách nào khác. Mình cũng không mong chờ quá nhiều vào bộ phim này. Mình mong rằng anh em đã có những thông tin thú vị về bộ phim. Và chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Bye bye.